Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ông bà chị em có tin rằng khi chúng ta đến bằng huyết của Chúa Giêsu thì trước mặt Chúa Trời chúng ta đều trong sạch không ạ? Chúa muốn chúng ta được thánh khiết và thánh khiết. Ở trong Ngài là sự thánh khiết tuyệt đối. Cảm ơn Chúa. Giờ đây chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời để chúng ta cùng nhau nghe lời Chúa. Thưa Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Ngài cho chúng con buổi sáng hôm nay là buổi sáng chúng con biệt riêng để thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Cảm ơn Chúa vì chúng con nhân danh Chúa Giêsu bởi huyết của Ngài để đến ngay ân điển của Ngài. Vì tại đây chúng con nhận được ân điển và sự thương xót dư dật. Con cảm tạ Cha. Xin ban phước cho tất cả chúng con để chúng con đã biệt riêng thì giờ để làm thành ngày ý nghĩ, làm tới ngày thánh. Và Chúa ơi, Ngài hứa rằng Ngài ban phước cho ngày thánh, Ngài ban phước cho ngày mà chúng con để dành thời gian để thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng con xin Ngài chúc phước cho tấm lòng của chúng con, chúc phước cho tâm trí của chúng con, chúc phước cho con người của chúng con, để phước hạnh của Đức Chúa Trời liên tục theo đuổi chúng con, sự thành công thịnh vượng của Ngài tiếp tục theo đuổi trên đời sống chúng con. Con cảm ơn Ngài. Chúng con xin dâng thì giờ còn lại ở trong sự tể trị, sự dẫn dắt, sự ban phước từ Chúa, và chúng con cùng ý cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Dạ, bây giờ chúng ta cùng nhau mở lời Chúa ở trong sách Ma-thi-ơ chương 13. Chúng ta hôm nay sẽ học cái phần cuối của bốn loại đất. Ma-thi-ơ chương 13. Xin chúng ta cùng đọc lại với nhau từ câu số 4 cho đến câu số 9. Ma-thi-ơ chương 13 từ câu 4 cho đến câu số 9. Dạ, xin là thánh, chúng ta bắt đầu đọc. Khi đương gieo, một phần giống nơi rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt bị lấp không sâu, bèn mọc lên. Song khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên phải nghẹt ngồi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì xanh trái, hoặc một hộp ra 100, hoặc một hộp 60, hoặc một hộp 30. Ai có tai hãy nghe. Chúng ta đã lần lượt học qua ba loại đất. Thứ nhất đó là rơi dọc đường, có nghĩa là cái con đường đó bị chai sạn, và Chúa nói rằng bởi vì nghe mà không hiểu cho nên bị kẻ thù hay là chim trời nó cướp hết mất cái hạt giống đó. Có nghĩa là hạt giống nó có ở trong lòng, nên xin lỗi, nó được gieo vào trong lòng của chúng ta, nhưng mà nó không có thể có cái môi trường để cho hạt giống nó được đâm rễ và nó mất ra khỏi đời sống người đó. Cái loại thứ hai đó là đất đá sỏi, đó là do kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, nhưng mà trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, và gặp những sự bắt bớ. Rồi đất thịt thì ít, nhưng mà khi gặp mặt trời mọc lên bị đốt, cho nên nó không có rễ, cho nên nó héo. Và mặt trời mọc lên bị đốt đó hình ảnh của những sự khó khăn, những nghịch cảnh và những bắt bớ mà chúng ta phải đối diện. Và người đó, cái hạt giống đó nó không phát triển được. Rồi loại thứ ba đó là nơi bụi gai. Thì bụi gai nó bị gai mọc rậm lên, nó bị nghẹt ngồi. Và gai gốc đây hình ảnh về những cái tấm lòng mà có những sự lo lắng về đời này, sự đam mê về của cải vật chất, nó khiến nghẹt ngồi đạo. Cho nên dù cho cái cây nó có mọc lên nhưng nó không có trái. Và hôm nay chúng ta sẽ học cái phần cuối, đó là đất tốt. Chắc hẳn tôi và anh chị em đều rất thích đất tốt, phải không ạ? Chúng ta luôn luôn theo Chúa, tin Chúa, chúng ta muốn luôn luôn có kết quả, chúng ta muốn luôn luôn có sự thành công, chúng ta muốn đời sống của chúng ta được thành công thịnh vượng, chúng ta muốn đời sống chúng ta vui mừng và không còn sợ hãi, không còn lo lắng, không còn bất an. Quá trình đi theo Chúa nó là một tiến trình, nó không phải là một thời điểm. Bởi vì khi chúng ta được nhận hạt giống của nước trời, chính là lời Ngài, vào trong lòng của chúng ta thì nó đã có ở trong lòng rồi, nhưng chúng ta chấp nhận để cho cái hạt giống nó được phát triển lên thì cái hạt giống đó nó mới có thể kết quả. Để có thể đất nó tốt thì chắc chắn không có một loại đất nào tự nhiên mà nó tốt được hết.
Thật ra ban đầu mà đất mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên tốt hay là xấu ạ? Rất là tốt. Không có một loại đất nào xấu. Nhưng từ khi tội đi vào trong Adam và Eva thì Kinh Thánh nói gì? Đất bị rủa xả vì cớ Adam. Như vậy đất hình ảnh về thân thể của chúng ta, về tâm trí của chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 11 câu 3 thì sứ đồ Phao-lô đã gửi cho hội thánh và ông nói về cái việc mà tâm trí của chúng ta bị hư đi như sau. Nhưng tôi ngại rằng như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng. Cái ý tưởng của chúng ta hay là tâm trí của chúng ta được sanh ra nó không còn nguyên vẹn nữa mà nó bị hư. Như vậy cái tâm trí của Adam là không bị hư, nhưng mà tâm trí của Eva thì bị hư. Tại vì Adam là người mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên đầu tiên theo ảnh tượng của Ngài. Tuyệt vời. Và Chúa giao cho Adam cái trách nhiệm là trồng và giữ mảnh vườn Eden. Tâm trí của Adam là tuyệt vời, nhưng mà tâm trí của Eva thì chấp nhận cái hạt giống của con rắn, tức là lời nói dối, sự nổi loạn đi vào trong Eva. Và kể từ đó Kinh Thánh nói gì? Cái tâm trí bị hư. Giả sử một cái khuôn mà đúc ra cây ca này, nếu mà nó có một cái vết xước của cái khuôn thì tất cả cái cây ca này được tạo ra nó có bị vết xước không ạ? Nó sẽ bị vết xước. Và bây giờ người ta sửa cái vết xước hay người ta sửa cái khuôn ạ? Khuôn hay sửa cái vết xước ạ? Nhưng mà tại sao Chúa không sửa cái khuôn mà Chúa sửa cái vết xước? Tại sao ạ? Yeah. Chúa đã tạo dựng con người ban đầu và Ngài tôn trọng, Ngài ban cho quyền tự do khi Adam và Eva chọn cái việc là chấp nhận cái hạt giống của con rắn. Cho nên cái khuôn nó bị hư. Cho nên 100% con người được sanh ra trên đất thì cái tâm trí chúng ta bị hư. Chữ hư này ở trong ngoặc, nó không phải là một người hư đốn, nhưng hư ở đây có nghĩa là nó không được theo như nguyên bản mà do Đức Chúa Trời tạo dựng nên. Cái hư này là gì? Cái hư này là con người bị thiếu đi cái sự vinh hiển của Chúa. Cái hư này là gì nữa? Hư này đó chính là trong lòng của con người luôn luôn có một cái gì đó nó nổi loạn, nó nghịch lại với Đức Chúa Trời. Cho dẫu chúng ta biết Chúa là tốt lành, mỗi ngày đều ăn hưởng của Chúa, thở hình không khí của Chúa, nhờ cậy Chúa, khốn khổ thì kêu trời, nhưng mà họ lại chống lại trời. Cái khuôn đó hư là như vậy. Không nói là một người hư thân mất nết, cái đó là người phạm tội, cái người đó là người sống buông thả luôn tuồng. Cho nên cái từ hư này ông bà chị em phải cần nghĩ một điều đó, nó chính là nó không còn ở trong nguyên bản nữa và nó có một gì đó xu hướng chống lại Chúa. Như câu Kinh Thánh hồi nãy chúng ta đã được đọc ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 11 câu 3, đó là tâm trí anh em bị hư đi mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch với Đấng Christ. Có nghĩa là gì? Cái lòng của chúng ta nó bị dời đổi, nó bị lay động, nó bị xu hướng về tội lỗi nhiều hơn, nó bị xu hướng về thế gian nhiều hơn là chúng ta xu hướng về Đấng Christ. Cầm điện thoại lên mở Kinh Thánh ra thì ít, nhưng mà lướt Facebook thì nhiều, có phải không? Xem tin dữ thì nhiều mà xem tin lành thì ít. Đó là cái lòng chúng ta bị dời đổi. Nhưng khi bắt đầu anh chị em bắt đầu đọc Kinh Thánh, anh chị em bắt đầu cho lời Chúa, chấp nhận lời Chúa để lời Chúa bắt đầu thấm nhuần trong chúng ta, thì lúc bấy giờ cái tỷ lệ ham thích lời Chúa trong chúng ta được tăng lên. Rồi chúng ta sẽ không còn thích nghe những lời nói sằng bậy. Chúng ta không còn thích nghe những lời nói tiêu cực. Chúng ta không còn thích nghe những lời nói chửi rủa nữa. Và từ miệng của chúng ta bắt đầu nói ra những lời cao trọng của Đức Chúa Trời. Vậy thì làm thế nào để cái điều này có thể diễn tiến ra được? Ở đây tôi muốn chúng ta trở lại một cái câu mà Chúa Giê-xu nói. Đó là nước của Đức Chúa Trời hay là nước thiên đàng thì giống như một người kia. Đó là một người cầm hạt giống đi ra đằng gieo. Chúa Giê-xu Ngài ví dụ nước của Đức Chúa Trời nó giống như một người gieo giống. Điều này có nghĩa là gì vậy? Nếu cái người gieo giống mà gieo xuống đất mà đất nó không có hấp thu hạt giống
thì nó có diễn biến ra cái sự phát triển của cây không ạ? Không. Như vậy là hạt giống nó được kết quả hay là không kết quả là do đất nó có chấp nhận hạt giống hay là không. Nếu đất không chấp nhận hạt giống thì sẽ không có diễn tiến của việc phát triển của cây và đem đến cái kết quả. Mà Chúa Giê-xu nói gì? Nước thiên đàng nó giống như vậy đó. Như vậy nước thiên đàng sẽ không diễn ra, quyền phép của nước trời sẽ không diễn ra nếu như đất không chấp nhận hạt giống. Khi rao giảng lời Chúa cũng vậy. Có nhiều anh chị em nghe lời Chúa và tiếp nhận lời Chúa, nhưng có những người nghe lời Chúa nghe bên đây và đi qua bên đây. Lý do tại sao? Có thể là lo lắng, có thể là chúng ta gặp sự sợ hãi, có thể là chúng ta bị chi phối một vấn đề gì đó. Và cái hạt giống nó không ở lại, nó không có đâm rễ xuống cái mảnh đất trong lòng của chúng ta. Cho nên nếu hạt giống không đâm rễ thì nước Đức Chúa Trời không diễn ra. Ông bà chị em nói điều này không ạ? Vậy khi chúng ta bắt đầu thấy nếu mà đất nó chấp nhận hạt giống và hạt giống đầu bám rễ rồi, tức là có một cái sự sống nó bắt đầu nó nảy sinh ra rồi và nó bám vào đất, có nghĩa là gì? Đó là nước của Đức Chúa Trời đang diễn ra trong lòng của mỗi một người. Vậy thì cùng phương cách này, nước trời nó sẽ diễn ra trong lòng của chúng ta. Hoặc là cùng phương cách này mà không phải nước trời diễn ra trong lòng chúng ta, mà nước gì? Nước thế gian sẽ diễn ra trong lòng của chúng ta. Sắp tới tôi sẽ chia sẻ trong hội thánh về cái nước trời như là men. Chúng ta sẽ thấy nó hoạt động như thế nào. Men khi mà cái đống bột nó hấp thu men thì bắt đầu cái diễn tiến của men, men nó mới phát huy được cái tác dụng đi vào trong cái đống bột đó. Còn nếu đống bột để ở bên và men để ở bên, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà men và bột nó trộn lại với nhau thì lập tức đống bột nó sẽ dậy lên. Ông bà chị em có thấy rằng đôi khi bình thường chúng ta nghe một cái chuyện gì đó, bắt đầu tự nhiên trong lòng chúng ta nó nổi giận lên không ạ? Đó là gì đó anh chị em? Đó là chúng ta đang hấp thụ men. Hay nói cách khác, chúng ta để cho một cái hạt giống không phải là hạt giống của nước trời, nó đi vào trong tấm lòng và tâm trí chúng ta, bắt đầu nó phát triển lên cực kỳ nhanh trên chúng ta và khiến cho chúng ta cảm thấy bực mình, nóng nảy và khó chịu. Cho nên khi nào anh chị em thấy, nếu anh chị em nghe một cái thông tin sai trật nào đó, nghe thông tin bất lợi nào đó về mình, nghe thông tin gì đó không vừa lòng mình, mà chúng ta vẫn còn giữ bình tĩnh và chúng ta có những cái lời khôn ngoan để có thể nói ra, thì lúc bấy giờ chúng ta biết rằng nước trời đang hành động trong chúng ta. Trở lại cái câu kinh thánh này, chúng ta thấy ở trong câu số 8, một phần cát rơi nữa rơi chỗ đất tốt thì xanh trái, hoặc một hột ra được 100, hột khác 60, hột khác 30. Chúng ta nhìn thấy được cái tỷ lệ ở đây, 100, 60, 30. Vậy thì theo anh chị em muốn đất của mình làm xanh ra được bao nhiêu hột ạ? Ai thích 100 ạ? Ai muốn làm đất của mình được 100 ạ? Rồi ai muốn là 60 ạ? Dạ ai muốn 30 thôi? Dạ. Rồi Chúa Giê-xu đã giải thích như thế này. Câu 23, xong kẻ nào chịu một giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy sẽ kết quả đến nỗi một hộp ra 100, hộp khác 60, một khác 30. Tôi muốn bà chị em hình dung cái hình ảnh này ở đây. Về vấn đề hạt giống và mảnh đất, theo bà chị em thì nan đề nó nằm ở hạt giống hay là nan đề nằm ở mảnh đất? Nan đề nằm ở đất. Bây giờ giả sử mảnh đất là mảnh đất tốt, nhưng mà nếu như chúng ta gieo hạt giống vào mảnh đất tốt mà hạt giống là nước thiên đàng thì nó sẽ phát triển, có đúng không ạ? Nhưng nếu mà cũng là hạt giống của Chúa nhưng mà chúng ta gieo vào
nó cũng mọc lên, nhưng mà chúng ta không chăm sóc, chúng ta không có quan tâm đến nó nhiều. Mặc dù cái mảnh đất là tốt, nhưng mà chúng ta không chăm sóc, không bón phân, thì anh chị em nghĩ cái hạt giống này nó ra được mấy chục ạ? Có thể nó không đạt 100, phải không? 30, 100 hay là 60, tôi sẽ giải thích cái vấn đề này sau. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy, làm sao để chúng ta biết được đó là mảnh đất tốt? Như Chúa Giêsu đã giải thích ở đây, tức là kẻ nghe đạo và hiểu. Anh chị em có thể nói với tôi rằng nghe đạo và hiểu. Nghe đạo và hiểu đó là mảnh đất tốt. Vậy thì cái sự hiểu biết và cái sự nghe, nó là cái quyết định cho cái việc hạt giống có thể thành công hay không. Nghe và hiểu. Khi một chúng ta nghe một người giảng, chẳng hạn như vừa rồi Sương Yêu Thương, thì chúng ta thấy hàng ngàn người tin nhận Chúa, nhưng mà có những người lên tin, đồng ý tin nhận Chúa ngay lúc đó. Tức là gì? Họ nghe và họ tiếp nhận ngay. Nhưng mà sau đó khi mà văn phòng Sương Thương gửi những cái thông tin về cho chúng ta và chúng ta gọi, thì ngày hôm qua thầy Quân gửi cho tôi và gửi vào trong cái group của chương trình Sương Yêu Thương. Thì gọi đến thì có người nói rằng là bận trong cháu cho nên không còn muốn theo đạo nữa. Rồi có người thì nói sao? Sao lại gọi hoài vậy? Đã bảo đừng gọi nữa mà. Rồi có người thì nói, tôi đi bận đi làm, không rảnh, bữa nào hẹn sẽ đến hội thánh để giao lưu. Tổng cộng là chúng ta có tất cả là khoảng 8 người. Nhưng mà 3 người đã từ chối như vậy rồi. Thì bà chị em nghĩ rằng là 3 người này đó là dạng của mảnh đất nào vậy? Thứ nhất, người thứ nhất là nói gì? Thôi tôi bận, tôi trông cháu, tôi không muốn theo đạo nữa. Cái việc tin Chúa và việc trông cháu, nó có liên hệ gì với nhau không? Không, nó không có liên hệ. Nhưng người này có một cái lý do để là gì? Từ chối nó. Thứ hai, chúng ta thấy là một cái người ta nói rằng là sao gọi hoài vậy, đã bảo là không gọi nữa mà. Người này đã từng bước lên để tin nhận Chúa chưa? Có rồi, người đã mở lòng ra để tiếp nhận hạt giống rồi, phải không ạ? Nhưng bây giờ lý do gì mà người này lại không muốn, không muốn người khác làm phiền mình? Có đúng không? Thực sự ngày hôm nay chúng ta biết rằng là rất nhiều người gọi làm phiền. Tôi nhiều khi một ngày cả 5-7 cuộc gọi làm phiền. Gọi lúc là kêu đầu tư bất động sản, lúc là kêu mua nhà, lúc thì có vé máy bay giá rẻ, lúc thì có đi nghỉ dưỡng miễn phí, đủ thứ hết. Rồi có lúc thì gọi là nhà đài có trúng số cho mình nữa. Và tất cả những đó làm cho tôi cảm thấy không có hài lòng, vì cớ rằng nó quấy rầy mình. Và chúng ta thấy vừa có những con người đại diện cho nước trời gọi là quấy rầy, nhưng mà cũng có những người đại diện cho thế gian quấy rầy. Nhưng giả sử tôi nói mà chị em gọi đến mà nói rằng chị ơi, có một người có một cái phương thuốc trị bách bệnh, chữa hết tất cả các bệnh ung thư, và uống cái loại thuốc này thì trường sanh bất tử, thì chúng ta sẽ chọn không ạ? Ồ, làm gì có chuyện đó, làm gì có trường sanh bất tử. Nhưng mà nói chị ơi, tôi có một chị đang được trúng một cái, chẳng hạn như một cái iPhone 14 Pro Max, và xin vui lòng cho địa chỉ chúng tôi chuyển đến nơi miễn phí, không tốn một đồng bạc nào. Bao nhiêu người nhận? Ai cũng nhận hết. Và cái iPhone 14 đó, cái giá trị của nó xài được bao lâu? Tôi cho là 10 năm. Maximum của nó 10 năm. Nhưng mà cái giá trị đó không phải là giá trị đời đời, nhưng người ta sẵn sàng đón nhận ngay. Nhưng khi cái giá trị đời đời, người ta khước từ ngay. Đây không phải là lần đầu tiên mà người ta khước từ đâu anh chị em. Trong Luca ghi rất rõ, khi mà tiệc đã dọn xong, người chủ kêu rằng hãy sai ra bên ngoài để rồi những người mà đi mời được giấy mời đó, mời họ đến. Họ nói không, tôi mới mua 5 đôi bò, tôi phải đi coi nó. Tôi mới mua một đám ruộng cho nên tôi phải đi coi nó. Tôi mới vừa cưới vợ cho nên tôi không thể đi dự tiệc được đâu. Mấy những người này được giấy mời nhưng mà họ không đến. Chúng ta từng nghe bài giảng về tin lành nài ép rồi, đúng không ạ?
Sau đó thì ông chủ, người này tới vào và nói với chủ ơi, bây giờ mời những người đó là từ chối chân này. Ông chủ nói, bây giờ đi, cứ đi ra ngã tư đường á, dọc bờ rào á, thì mời. Thì ra mời rồi, người này tới nói rằng là đã mời rồi nhưng mà vẫn còn thừa chỗ. Và cuối cùng thì ông chủ nói với tớ, đi ra ngoài gặp cùi đuôi sức mẻ, ép mời vào cho đầy nhà của ta. Như vậy cái người được mời thì không nhận, nhưng có những người gọi là cùi đuôi sức mẻ mà được vào trong dự tiệc cưới. Cho nên Chúa nói gì? Có người đầu trở nên rốt và có những người rốt trở nên đầu. Cho nên cái việc mà chúng ta thấy ở đây có kết quả, có hộp ra 100, cái hộp ra 60, hộp ra 30, thì nó tùy thuộc vào cái việc cái mảnh đất đó chấp nhận hạt giống đến mức độ nào. Giả sử ông bà chị em nghe lời Chúa ở đây, chúng ta có thể nghe bây giờ và chúng ta hiểu, chúng ta có thể cầu nguyện theo. Nhưng về nhà nào là lo lắng, nào tiền bạc, nào là đóng tiền học cho con, nào là tiền điện, tiền nước. À, tiền điện cũng mới lên nha. Tiền điện lại lên giá, mà tiền lương thì không lên. Rồi nào là cơm áo gạo tiền, phải không? Rồi nào là sự lo lắng về đời này khiến cho đạo nó nghẹt ngồi. Và trong thời gian 6 ngày còn lại, ông bà chị em có bao nhiêu lần nghĩ đến cái bài giảng mà chúng ta nghe hồi tuần rồi? Xin lỗi, bài giảng tuần rồi ai giảng? Giảng cái gì ạ? À, trong thành ngoài thành. À, trong thành ngoài thành là cái tiệc cưới, phải không ạ? Ở trong sách Kinh Thánh là sách nào? Matthew 22 rồi. Cảm ơn chị em, ít ra thì cũng có một cái số mảnh đất vẫn còn nhớ. Tuần trước giảng chủ đề gì? Không, tuần trước nữa. Hả? Một sư tướng giảng cái gì? Dạ. Rồi mục sư Eric giảng cái gì? Tuần kế mà tôi giảng là gì? Đất gì ạ? À? Không phải. Dạ. Yeah. Chúng ta, tôi giảng liên tục là bốn loại đất, phải không ạ? À, loại đất dọc đường, rồi đất đá sỏi, rồi đất bụi gai. Rồi, bữa nay đất tốt. Yeah. Thật ra thì tại vì không, tôi giảng rất là nhiều cái hội thánh cho nên nhiều khi tôi bị lẫn lộn. Không biết là cái hội thánh nào giảng cái bài nào nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái đất tốt mà Chúa Giêsu giải thích rồi. Đất tốt là nghe và hiểu. Nào, thưa anh chị em, vậy thì cái đặc tính của đất tốt, cái điều đầu tiên đó là nghe và hiểu. Khi chúng ta nghe là nghe lời Chúa cũng vậy, chúng ta nghe hiểu. Rồi chúng ta nghe một cái vấn đề gì đó của ai đó nói, chúng ta cần nghe và hiểu nó một cách đúng. Đôi khi chúng ta nghe một phía thôi. Và thường thì chúng ta nghe một phía thì chúng ta chỉ hiểu có một phía thôi. Giữa hai người, giữa một cái vấn đề nó xảy ra thì chúng ta cần phải lắng nghe được cả hai phía. Và nghe hai phía chúng ta mới có thể lường được rằng người A nói như thế nào, người B nói như thế nào. Và chúng ta thấy hai cái này có mâu thuẫn với nhau không? Nó chắc chắn phải có một nguyên nhân. À, ông bà chúng ta xưa có một câu rất là hay: không có lửa thì sao có khói. Và cái câu này dường như là nó là một cái câu châm ngôn. Có lửa thì nó có khói. Nó phải có một cái vấn đề gì đó nó xảy ra thì nó mới dẫn đến cái nguyên nhân và kết quả. Cho nên nước của Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn được diễn tiến ra trong đời sống của tôi và chị em, nó phải được chúng ta chấp nhận, tiếp nhận hạt giống đó để vào lòng và suy gẫm lại.
Nhiều lần Kinh Thánh đã nhắc chúng ta về vấn đề này. Chúa đã nhắc cho Joshua làm thế nào để được thịnh vượng. Chúng ta còn nhớ không ạ? Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng người, hãy suy gẫm ngày và đêm, rồi cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong. Như vậy người mới được thành công trong con đường mình và được phước. Sáng nay mục sư Liên đã chia sẻ cho chúng ta về vấn đề làm thế nào để chúng ta cây xanh và bông trái theo thời tiết, lá nó chẳng tật héo và người làm điều thịnh vượng. Đó là gì? Vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và là suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Rồi cái vế trước là gì? Không theo, không đứng, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, vân vân. Cho nên nó có những cái điều kiện, có những lý do. Vậy thì vấn đề giữa đọc, nghe, học và suy gẫm và làm theo, nó phải mang cái tính liên tục và nó được kết hợp với nhau. Tôi thấy cái sự điều mà tôi thực hiện và tôi cũng từng chia sẻ với bà chị em. Bữa nay tôi thấy cô Liên đã thực hiện được, tôi rất là vui vì điều đó. Tức là trong cái phần Kinh Thánh của chúng tôi thì chúng tôi nào là có cái rất là nhiều cái Kinh Thánh. Tôi ví dụ cái bản Kinh Thánh là bản mà tôi thường tra cứu. Bản này là tôi thường nghiên cứu tiếng Hebrew, tiếng Hy Lạp. Cái bản này tôi thường đọc. Rồi cái bản này thì tôi thường mở, tôi nghe vào buổi tối. Và tôi cứ nghe như vậy. Và tôi đọc, tôi suy gẫm. Là tôi dùng những cái phần Kinh Thánh như thế này. Tôi làm sao để lời Chúa nó vây lấy tôi. Để liên tục, tại sao lời Chúa cần phải vây lấy chúng ta vậy? Bởi vì lời Chúa là hạt giống không hư nát. Và tất cả những gì ở thế gian này đều là hư nát hết. Hạt giống của con người, triết lý của con người đều là hư nát. Nó chỉ mang tính tạm thời, nó không mang tính đời đời. Tại vì nó không có xuất phát từ nước trời, cho nên nó không bao giờ mang tính đời đời. Nhưng cái gì mà từ nước trời, từ thiên đàng, từ Chúa thì nó là mang tính đời đời. Vì Chúa Giêsu nói một chấm một nét trong lời Chúa cũng gì? Không qua đi được cho đến khi mọi sự được chọn. Cho nên chúng ta tận dụng những cái tạm thời, thời gian tạm thời trên đất, những cái công cụ tạm thời trên đất để chúng ta có thể đạt được cái đời đời. Trong tuần vừa rồi chúng ta có hai ngày bồi linh do ông mục sư tiến sĩ Bruce, và ông giảng về nước của Đức Chúa Trời. Một cái rất là đơn giản nhưng mà nó rất là sâu sắc, rất là hay. Và chúng ta chưa có đi vào trong nước trời, nhưng mà chúng ta đang nếm nước trời ngay trên đất. Chúa Giêsu đã cho chúng ta những cái ví dụ để chúng ta thấy được rằng chúng ta đang nếm được nước trời trên đất. Sự bình an là một trong những loại mà chúng ta nếm. Không có một cái sự bình an nào cho bằng sự bình an khi chúng ta tin Chúa. Chúng ta tin Chúa Giêsu thì chúng ta lập tức chúng ta biết một điều rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời được đặt trong lòng chúng ta, và lòng chúng ta bắt đầu gọi Chúa là Abba, là Cha. Tức là nước trời đang mở ra và Thánh Linh của Trời đang vận hành ở trong chúng ta, cũng như là hạt giống trời đang ở trong chúng ta. Có nhiều người tin Chúa nhưng mà không biết mình được cứu rỗi hay không. Tại sao? Họ nghĩ rằng tin Chúa như vậy là chưa đủ được cứu rỗi. Họ nghĩ rằng tin Chúa thì chúng ta còn phải làm theo luật pháp Môi-se, làm thêm lễ cắt bì nữa thì mới được cứu. Nhưng không. Kinh Thánh nói gì? Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Khi chúng ta tin rằng tôi nhờ ân điển bởi đức tin tôi được cứu, thì mảnh đất của anh chị em chúng ta hiểu được rồi. Làm mảnh đất cho là đất tốt, ma quỷ không thể nào cướp hạt giống nó đi được. Bao nhiêu người tin rằng tôi đã được sự sống đời đời rồi? Amen. Sự sống đời đời có phải tùy thuộc vào việc làm của tôi không? Không. À, có một ông linh mục, ông này nói một câu này tôi nghe thấy và tôi thấy đúng. Ông nói rằng đạo của Chúa không phải là tin Chúa để sống tốt. Câu đầu tôi nghe tôi hơi bực mình, cái ông này quá sao kỳ ông nói vậy. Ông nói rằng sống tốt không phải là đích đến của đạo Chúa, mà đạo Chúa đích đến là biết Chúa, yêu Chúa, thờ phượng Chúa và được cứu rỗi đời đời. Có lẽ bà chị em cảm thấy ngơ ngác phải không? Ủa tại sao đạo Chúa không phải là cần là cái đích đến là sống tốt? Tại sống tốt là mục đích của con người. Con người gọi là sống chân thiện mỹ mà nói là đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy tốt, đó là con người. Nhưng Chúa Giêsu nói gì? Ta là đi đường đi, ta là chân lý, ta là sự sống. Như vậy đạo Chúa là sự sống hay là đạo Chúa chỉ là làm điều tốt? Sự sống. Và khi chúng ta có sự sống của Chúa rồi thì Chúa chuẩn bị cho chúng ta để làm việc lành ở trong Chúa Giêsu.
Trước đây tôi cũng làm từ thiện, tôi gặp người ta tôi cũng giúp đỡ. Nhưng mà cái giúp đỡ đó làm từ thiện nó không phải là đích đến của đạo Chúa. Nhưng Phao-lô nói là gì? Đương lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là anh em trong đức tin. Khi tôi tin Chúa và tôi làm điều thiện trong đức tin cho anh em của tôi, thì đó chính là tôi làm hay là bày tỏ nước của Đức Chúa Trời, vinh quang của Đức Chúa Trời ở trên đất này trong cộng đồng dân Chúa. Và sứ đồ Phao-lô cũng nói, anh em giúp đỡ tôi trong hoạn nạn, tức là anh em làm điều thiện. Nó khác. Vậy thì chúng ta tin Chúa ở trên thế gian này, tin Chúa để làm gì? Để hưởng được phước hạnh, để hưởng bình an, hay là tin Chúa để được cứu rỗi ạ? Được cứu rỗi, và trong sự cứu rỗi đó mới có gì? Bình an, thịnh vượng, phước hạnh, vui mừng. Anh chị em thấy khác không? Như vậy thì tin Chúa là được cứu trước, rồi việc lành sẽ đi theo sau. Chứ không phải làm việc lành rồi để được cứu. Chúng ta đừng hoán đổi điều này, nó không có đúng sự thật nha. Rồi chúng ta tin Chúa, chúng ta có sự vui mừng không? Tại sao chúng ta hát chúng ta phải vỗ tay ạ? Nào cùng nhau ta lớn tiếng hát vui mừng. Có ai biết cái bài ngày mừng ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa tôn Giêsu Christ. Ai biết bài đó ạ? Yeah, trong thánh ca 210 nè. Nhưng mà đôi khi chúng ta hát ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa tôn Giêsu Christ làm cứu Chúa mình, miệng ca tai múa không múa. Tại sao chúng ta cần phải vui mừng? Thật ra đó, vui mừng hay không vui mừng, hay là bày tỏ cái hành vi bên ngoài chúng ta đó, nó tùy thuộc vào mọi tấm lòng của mỗi người nữa. Như tôi làm tiếng ơn bà chị em, tôi có ba đứa con, tôi đi về cái con gái lớn tôi chạy nhảy vô nhảy ấm á, mừng ba dê à, thằng giữa là Minh Tiến chạy vòng ba dê, còn Út chạy làm sao, nó nhỏ quá nó chạy ôm tôi ba dê chui vô hai đầu gối ba dê. Nó có phải là con tôi không? Mỗi một đứa nó mừng theo cách khác, có phải là con tôi không? Phải. Đứa con nó nhảy lên người của tôi, nó có bất hiếu với tôi không? Đứa con chạy vòng vòng, nó vỗ tay ba về, nó có bất hiếu với tôi không? Không. Đứa con chạy là ôm đầu gối tôi, ba về, mừng quá ba về, chui cái mặt vô đầu gối. Có bất hiếu không? Không. Tại vì nó bày tỏ tấm lòng của nó. Và mỗi một giai đoạn nó trưởng thành, nó bày tỏ một tấm lòng khác. Nó bày tỏ cái thái độ khác. Vậy thì có phải rằng những người vỗ tay mới làm vui mừng không? Cũng không phải. Như vậy cái sự vui mừng nó tùy thuộc vào cái đất của chúng ta. Tấm lòng của chúng ta nó có vui mừng hay không, nó tùy thuộc vào thái độ chúng ta với lời Chúa. Anh chị em biết rằng nếu như cái mảnh đất mà được chữa lành rồi, thì nó sẽ có sự bình an, nó sẽ sự vui mừng. Và chúng ta biết chắc chắn một điều, chúng ta được cứu rỗi đó là một cái lẽ thật để khiến cho cái mảnh đất này nó được tốt. Nếu chúng ta chưa hiểu được sự cứu rỗi, ma quỷ sẽ lừa chúng ta. Họ nói rằng anh em không được cứu đâu, chưa được cứu đâu. Có những người tin Chúa, nhưng thời gian họ ít có đi thờ vườn Chúa, họ ít có bày tỏ cái sự thờ vườn Chúa. Vậy thì tôi hỏi bà chị em, nếu họ qua đời họ được cứu không? Còn có người thì rất trung tín, ngày nào cũng đi giữ lễ hết trơn, nhưng mà không hiểu Chúa là gì. Thì sao? Cho nên sự tin Chúa của chúng ta đó là gì? Mở lòng ra để đón nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa đời sống mình, thì ngay lập tức cái mảnh đất lòng của chúng ta nó có sự bình an ngay. Nó không còn lo lắng, nó không còn sợ hãi, vì chúng ta biết rằng mình sẽ đi về đâu sau sự chết. Chúng ta không còn sợ sự chết nữa. Ở trong sách Hebrew chương 2 nói như thế này, câu 15: lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết mà bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Vì người ta sợ sự chết nhưng người ta cũng không thoát khỏi sự chết.
Chính vì sự sợ hãi đó khiến cho người ta bị cầm buộc trong vòng tối mọi, sợ không biết mình sẽ đi về đâu. Nhưng qua lời của Chúa, tôi nói với chị em một điều chắc chắn rằng lời của Chúa hứa 100% lời đó đúng. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đây là lời hứa chắc chắn. Cho nên nếu ai chưa tin được cái lời này, hôm nay chúng ta có thể xác cho đức tin rằng: Chúa ơi, con tin Chúa Giêsu là con của Đức Trời hàng sống. Con tin Chúa là cứu Chúa duy nhất của con. Con tin Ngài là cứu Chúa của cuộc đời con. Con dâng đời con, sống con trong tay Chúa. Thì anh chị em và tôi chắc chắn chúng ta được cứu rỗi. Mảnh đất này nó lập tức trở nên đất tốt, khiến cho sự sợ hãi không có, bất an không có, gai gốc nó sẽ không còn mọc lên trên mảnh đất này nữa. Lâu lâu nó quay trở lại, nó chắc mày không được cứu đâu, mày phạm cái này phạm kia mày không được cứu đâu. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, sự cứu rỗi nó không tùy thuộc vào việc làm của chúng ta, nhưng tùy thuộc vào chính ân điển của Đức Chúa Trời. Và chúng ta chỉ tin vào trong ân điển của Chúa và chúng ta được cứu. Trong tuần rồi chúng ta làm báp têm, có mẹ của cô Hồng Y là lớn tuổi nhất. Bao nhiêu tuổi? 80. Và trước đây bà chống dữ lắm luôn. Bà chống bắt bớt cô Hồng Y dữ lắm. Nhưng mà cảm tạ Chúa, cuối cùng Chủ nhật vừa rồi bà đã bước xuống hồ nước. Bà là người làm báp têm đầu tiên xuống hồ nước và chịu báp têm. Ông bà chị em có tin bà được cứu không? Trước đây bà chống lắm mà. Nhưng mà bây giờ bà tin Chúa được cứu không? Được cứu. Chúa chỉ cần chúng ta mở lòng ra để đón nhận Ngài được cứu. Cũng thay mặt Hội Thánh cũng chia buồn cho gia đình của cô Minh Lý, là con gái của cô, con thứ mấy của cô ạ? Dạ. Mất bao lâu rồi ạ? Dạ, cũng hơn một tháng. Và người chị em nó đã tin Chúa. Vậy cô có tin là người chị em đó tin Chúa là, tin Chúa bao lâu? Từ năm 16, 16 thì là đến năm, cái ngày mất đó thì là 58. Dạ, ô như vậy là 42 năm tin Chúa. Vậy thì cô có tin rằng là... Mình có một mình tin Chúa trong gia đình. Dạ, vậy cô có tin rằng là cô chị Phượng đã tin Chúa được cứu không? Dạ, nhưng mà chị cô có tin là chị được cứu không? Dạ, chắc chắn 100%. Chắc chắn là bởi vì là trong cái thời điểm mà Phượng tin Chúa là cái thời điểm là đất nước đang là, dạ, mà Phượng đang học phổ thông. Mà Phượng gia đình cũng trong thời điểm đó là gia đình cũng bị chiến tranh rồi, gia đình nằm ở trong cái diện mà phải nói là ảnh hưởng rất lớn về chính trị. Dạ. 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 Bắt bớ. Dạ. Rồi nhưng mà Phượng tình nguyện, Phượng đi làm công tác thiện nguyện ở trên cao nguyên. Dạ. Phượng đi làm công tác thiện nguyện trên cao nguyên thì trong lúc đó là công an trên đó là họ cũng quản lý cái vấn đề về tôn giáo của tỷ lắm. Dạ. Nhất là đạo Tin Lành. Dạ. Dạ dạ thôi mình không có nói cái đó nữa. Bây giờ là vấn đề ở chỗ là gì? Chúng ta xác chính một điều rằng là... Rất là đau khổ khi mà Phượng tin Chúa là Phượng rất là... Nhưng dạ. Dạ. Cái quan trọng nhất là gì? Giữ đức tin cho đến cuối cùng. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Và cô tin chị Phượng là người được cứu. Và cô cũng có tin rằng là cô cũng được cứu không? Amen. Dạ, cô đã tin Chúa là chắc chắn. Dạ, một... Dạ, bệ mới hay là tin Chúa lâu mà đã tin Chúa là chắc chắn. Amen.
Một lần nữa chúng ta cần xác chứng đức tin của mình là chúng ta là người đã tin Chúa và đã được cứu, anh chị em. Amen. Dạ, đừng để cho ma quỷ lừa chúng ta nói rằng là ô mày không được cứu nữa đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng mảnh đất tốt là mảnh đất nghe đạo và hiểu. Nghe đạo và hiểu. Chúng ta hiểu về sự cứu rỗi, chúng ta được cứu rỗi. Chúng ta hiểu về sự chữa lành, chúng ta được chữa lành. Chúng ta hiểu về sự giải cứu, chúng ta được giải cứu. Chúng ta hiểu về sự đắc thắng của Chúa Giêsu dành cho chúng ta, chúng ta sẽ được đắc thắng. Nghe và hiểu là một cái điều quan trọng để cho nhận biết được rằng đó là người có mảnh đất tốt. Vậy thì anh chị em thấy mảnh đất của mình đang tốt hay là đang không tốt ạ? Đang tốt, chúc mừng anh chị em. Rồi cái dấu hiệu thứ hai của mảnh đất tốt, đó là mảnh đất không sanh ra trong gai và cây tật lê, hay là cỏ, gạ và trà chôm. Chúng ta đã học về cái mảnh đất mà đã sanh trong gai rồi. Nguyên nhân sanh ra trong gai không phải là do Đức Chúa Trời. Vì Đức Trời tạo dựng nên đất là tạo dựng đất tốt, không phải là sanh trong gai. Đúng không ạ? Cho đến khi Adam phạm tội thì lúc bấy giờ đất mới bị rủa xả và sanh ra trong gai và cây tật lê. Cho nên mảnh đất tốt là mảnh không có sanh trong gai và cây tật lê. Nào bây giờ ông bà chị em nghĩ, hồi nãy chúng ta nói tin lần chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta có bình an, hiểu, có sự cứu rỗi là chúng ta là mảnh đất tốt. Vậy tôi xin hỏi mảnh đất chúng ta có sanh trong gai và cây tật lê không? Có không ạ? Rồi bây giờ chúng ta cùng mở ra Galati, xin lỗi, Ephesos đoạn 4 câu 32. Ephesos đoạn 4 câu 32. 32 và 33, rồi chúng ta đọc chung với nhau. Ephesos đoạn 4 câu 32 và 33. À xin lỗi, 31 và 32 chị em. Ephesos. Rồi chúng ta có hết chưa? Xin bắt đầu. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Bây giờ câu hỏi tôi đặt ra cho quý vị là chúng ta có tin mình được Chúa tha thứ trong Đấng Christ chưa? Bao nhiêu người tin rồi xin giơ tay. Dạ, yeah, tôi cảm ơn Chúa, tôi cũng tin như vậy. Nhưng tôi xin hỏi anh chị em, trong chúng ta còn giữ sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu riêu, mắng nhiếc còn không ạ? Bao nhiêu người lâu lâu mấy cái ngọn cỏ này nó mọc lên? Tại sao nó lại mọc lên vậy? Anh chị em nhớ một điều, đất nó không bao giờ từ chối hạt giống đâu. Nếu giờ gieo hạt giống tốt, nó mọc lên cây tốt. Mà nếu chúng ta gieo hạt giống xấu, nó mọc lên xấu. Ngoài lời Chúa ra thì không có cái nào là đất, ấy xin lỗi, là hạt giống tốt. Cho dẫu nó là danh ngôn, cho là châm ngôn triết lý của con người. Chúng ta còn nhớ cái bài hát chúng ta hát, vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vần đời này, vượt tận trên khôn ngoan, chân lý của con người thế gian. Không có một cái nào ở trên thế gian này gọi là chân lý. Nó chỉ là tạm thời, triết lý của con người chỉ là tạm thời. Chân lý mà người ta nói chẳng qua có những điều là khám phá từ Đức Chúa Trời ban đầu mà thôi. Tôi ví dụ, có phải Newton đã tìm ra luật vạn vật hấp dẫn không? Trước khi Newton đặt cái tên nó là luật vạn vật hấp dẫn thì nó có hấp dẫn không? Ủa nó có mà. Chúng ta thấy một vật lên nó có rơi xuống không? Có. Cho nên những gì con người đã tìm ra nó không có gì mới dưới trời này cả. Tất cả đều do Đức Chúa Trời Ngài tạo nên. Cho nên những triết lý của con người dù cho nó hay nhưng mà nó không là vĩnh cửu, bởi vì nó chỉ là tạm thời, chỉ có lời Đức Chúa Trời mới là đời đời mà thôi. Và chỉ có lời Đức Chúa Trời theo đuổi chúng ta, mà lời Đức Chúa Trời mới đi cùng chúng ta vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Còn những cái triết lý của con người, lời của Chúa sẽ thay thế. Để khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta tin mà chúng ta học lời Chúa vào lòng của chúng ta, bắt đầu chúng ta có một lối sống theo lời Chúa. Ví dụ câu Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc qua, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Chúa tha thứ chúng ta. Trước đây chúng ta tha thứ cho người khác khó quá.
Nhưng tại sao một thời gian thì anh chị em tha thứ được? Là bởi vì lời Chúa đã vào trong lòng của chúng ta. Amen. Dạ. Nếu ai đó đối xử ngược đãi với anh chị em, đối xử tệ bạc với anh chị em cũng đối xử tệ bạc lại với họ, thì có gì là khác người thế gian? Nếu chúng ta yêu cái người mà yêu mình thì điều đó chuyện bình thường. Nhưng mà yêu cái người ghét mình, cái người làm hại mình, thì đó mới là chúng ta là con của Cha trên trời và là trọn vẹn. Ngày hôm qua hai vợ chồng tôi cũng có nói chuyện với nhau về một cái sự việc. Một việc mình làm ơn cho người ta, quay lại người ta nói xấu mình. Và vợ tôi mới nói, coi vậy cái người đó chứ, vậy chứ không phải vậy đâu. Cho nên mình phải cẩn thận với người đó, mình thế này kia. Thì tôi nói thì tất nhiên, nhưng mà nếu mà mình đối xử với người ta như người ta đối xử với mình, thì đâu có gì khác hơn. Cho nên chúng tôi và hai chồng chúng tôi cũng nói là chúng ta vẫn tiếp tục để có thể giúp đỡ, để có thể cống hiến, để có thể yêu thương, để có thể thăm viếng, để có thể khích lệ, để cho người đó đến lúc trưởng thành, người đó sẽ có một lúc người ta sẽ nhìn lại. Cho nên anh chị em ơi, mảnh đất tốt của tôi và anh chị em trong Chúa Giêsu, trước đó là lúc mà chúng ta nghe và hiểu đạo Chúa. Cái điều thứ ba trong cái mảnh đất tốt này, đó là không còn bị rủa sả nữa, hay là được giải phóng ra khỏi sự rủa sả. Dạ, chúng ta lưu ý chỗ này nha. Đất bị rủa sả do Adam phạm tội, nhưng mà Chúa Giêsu gánh sự rủa sả thay chúng ta để chúng ta không còn bị rủa sả nữa. Chúng ta lưu ý chỗ này. Nhưng mà cái sự rủa sả hay không là do chúng ta tin nữa. Trước đây tôi cũng từng nghe một vị mục sư giảng dạy, nghe một cái chút gì đó, một bất cứ một cái gì đó đều là có từ rủa sả, rủa sả, rủa sả, rủa sả. Và tôi nghe ghét tôi cũng tin theo luôn. Nhìn gì cái là đó, coi chừng bị rủa sả đó, coi chừng bị rủa sả đó. Sáng nay chúng ta nghe nói vấn đề dân Israel ăn trộm Chúa. Chúa hỏi, họ hỏi Chúa, tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Chúa nói, ngươi ăn trộm cho các của dân. Anh chị em biết Malachi đoạn 3 là dành cho ai không? Có phải dành cho người trong giao ước mới không? Vậy Malachi đoạn 3 dành cho ai ạ? Là dành cho dân Israel bội nghịch Đức Chúa Trời. Vậy thì trong Chúa Giêsu tôn và chị em còn bị đuổi sản nữa không? Nếu chúng ta tin mình còn bị rủa sả, sự rủa sả nó vẫn đến. Tại vì Chúa nói sao? Theo như điều các ngươi tin thì việc sẽ xảy ra như vậy. Nhưng tôi tin tôi không còn bị rủa sả trong Chúa Giêsu nữa. Cho nên hiện nay trong công cuộc sự đón phạt nào trên kẻ ở trong Chúa Giêsu, nếu chúng ta tin Chúa Giêsu mà chúng ta còn bị rủa sả thì thôi, tôi thà tôi không tin Chúa Giêsu. Tại vì Chúa Giêsu gánh sự rủa sả thay cho tôi. Chúa Giêsu chịu chết vì tội của tôi. Chúa Giêsu mang lấy bệnh tật của tôi. Chúa Giêsu mang lấy tất cả mọi cái nan đề trên đời sống của tôi. Chúa Giêsu mang lấy cái sự nổi loạn mà tôi đã từng nổi loạn. Ngài đã gánh hết tất cả tội lỗi, từ tội nổi loạn cho đến tội kỹ tội và nguyên tội. Như vậy thì tôi tin Chúa Giêsu là tôi nhận cái sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong đời sống của tôi. Cho nên cái người mà mảnh đất tốt, đó là mảnh đất biết rằng mình không còn bị rủa sả và mình được giải phóng ra khỏi sự rủa sả của luật pháp. Chúng ta không còn ở dưới cái quyền cai trị của luật pháp nữa, nhưng chúng ta thuộc về giao ước mới ở trong ân điển của Đức Chúa Trời và trong Thánh Linh sự sống. Một lúc nào đó anh chị em thấy dường như trong đời sống của mình nó đang gặp một cái gì đó trắc trở. Chúng ta cần nhận ra một điều rằng nếu như cái điều trắc trở đó nó không phải đến từ chúng ta, nó không phải do nguyên nhân cho chúng ta làm, mà nó lại đến thì chúng ta biết rằng là nó có cái gốc rễ từ tổ phụ. Chủ nhật vừa rồi, không phải chủ nhật, mới khi ăn cầu nguyện phải không? Bữa nào? Bữa khi ăn cầu nguyện. Thì cô Nhung nói rằng là thầy ơi, sao trong người em như thế nào? Nó cứ đau người, nó khó chịu. Tại vì cách nay khoảng tháng trước thì bữa đó cô nói rằng là thầy ơi cầu nguyện cho em đi, sao trong người em nó khó chịu lắm. Nhưng mà lúc đó tôi nói là bây giờ trễ quá rồi sao cầu nguyện. Và tôi cũng rất là mệt nữa.
Thì lúc đó tôi không cầu nguyện, cô đi ra là cô lại gặp bị tai nạn. Nó rằng cô chạy rất là tốt, cô chạy rất là đàng hoàng, nhưng mà tai nạn ở đâu đó nó cứ đến. Dạ, qua vẹt như ta. Và ngày hôm cách đây hôm thứ sáu hả? Thứ năm. Thì khi tôi cầu nguyện cho cô, và tôi dạy, khi sau khi cô chia sẻ về cái năng đầy của cô thì tôi cầu nguyện, thì có cô nhận ra được có một cái điều gì đó nó khác thường ở trong người của cô. Và khi tôi đặt tay trên đầu của cô và tôi truyền lệnh cho quyền lực của ma quỷ nó phải lộ diện ra, thì nó xưng nó là linh sự chết do tổ phụ. Tại vì ngày xưa tổ phụ của cô này giết người, nó xưng ra. Kinh Thánh nói gì? Nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu mấy đời? 3, 4 đời theo luật pháp của Chúa. Nhưng mà Chúa làm ơn mấy đời cho người nào kính sợ Chúa? 1000 đời. Như vậy đến đời của cô tin Chúa, có phải là cô nhận sẽ nhận được cái sự phước hạnh 1000 đời trong tương lai không? Điều đó là đúng theo lời của Chúa. Nhưng mà cái liên đới theo luật của Chúa nó vẫn còn. Và khi tôi đặt tay lên và truyền lệnh, và tôi nói rằng là cái tội của tổ phụ này được tính vào sự cứu chuộc Chúa Giêsu, thì lập tức nó lộ diện ra và tà linh nó ra khỏi cô. Ngay lập tức cô khỏe lại ngay. Cho nên khi chúng ta nhận ra được, chúng ta nhìn thấy cái trái ở trong đời sống của mình. Dù khi chúng ta trồng rất là xinh tốt nhưng nó không ra trái nho, nhưng nó lại ra trái nho hoang, thì chúng ta nhớ rằng nó không phải là do cái giống nho, nhưng mà nó do cái gì đó ở trong cái mảnh đất này. Chẳng hạn như ở trong Esai đoạn 5 thì nói là gì? Chúa muốn trồng gốc nho và đau cái hầm ép rượu, nhưng mà cuối cùng nó không sanh ra trái nho thật mà nó sanh ra trái nho hoang. Chúng ta chính là những olive được tháp vào cái olive thật thuần tánh. Nhưng vấn đề ở chỗ là nó, cái nhựa sống nó có được tháp vào chưa? Và nếu như chúng ta thấy cái nhựa sống, cái cây nó được tháp vào mà chúng ta chưa cắt cái gốc của cây nho hoang, thì cái trái nho nó vẫn mang tính chất của nho hoang. Nhưng nếu chúng ta tháp vào rồi và chúng ta cắt đi cái gốc của nho hoang, thì lúc bấy giờ dù cái nhánh nhìn giống như là nhánh nho hoang, cái trái giống như trái nho hoang, nhưng mà cái chất ở bên trong hoàn toàn là nho thuần tánh. Ai đó nói một cái gì cho anh chị em mà anh chị em nổi giận, thì đó là nho thuần tánh hay là nho hoang? Nó có cái chất của nho hoang phải không ạ? Chúng ta vừa nhìn thấy nho, nó nhìn cái mặt thấy mặt ghét. Đó là gì? Cái gì bên trong vậy ạ? Cái bản chất của nho hoang nó còn. Nó còn là không phải tự nó còn được, nhưng nó còn là tại vì cái gốc nó chưa cắt. Nó còn cái gì đó, nó còn liên đới cái gì đó, chúng ta còn thề, còn nguyện cái gì đó, và nó còn ở trong chúng ta. Vấn đề ở chỗ là gì? Chúng ta khi nghe lời Chúa và chúng ta đồng ý với lời Chúa, Chúa ơi con quyết định cắt nó bây giờ. Cắt bằng cách nào? Chỉ có danh của Chúa Giêsu và dòng giao ước của Chúa Giêsu chúng ta mới có thể phá hủy nó mà thôi. Và anh chị em thấy dần dần tất cả những cái bản chất của nho hoang nó biến mất ra khỏi cuộc đời của chúng ta phải không ạ? Theo anh chị em là chẳng hạn như kêu riêu mắng nhiếc, buồn giận cãi lẫy bất bình, ganh gỗ say sưa mê uống, cái đó là cái bản chất của nho thật hay là nho hoang? Nho hoang. Nhưng bây giờ thì ông bà chị em nhìn thấy là nó đã mất bao nhiêu ở trong đời sống của chúng ta rồi? 50% được chưa? 70 hay là 100%? Thật ra thì nếu như nếu nói về đức tin thì chúng ta đã cắt đứt 100% rồi, cắt đứt với tội lỗi 100% rồi. Nhưng kể cả dân Israel họ ra khỏi xứ Ai Cập rồi, họ đi vào trong đường, đi đường vào đất hứa rồi, họ đi qua cái biển đỏ,
Họ được Môi-se bắp tem dưới đám mây và biển. Có nghĩa là thân xác của họ rời Ai Cập chưa? Nhưng mà tâm trí của họ thì rời Ai Cập chưa? Cho nên có một mục sư nói như thế này: để có thể chỉ trong một đêm Chúa đem dân sinh ra khỏi Ai Cập, nhưng mà Chúa phải mất 40 năm mới đem cái chất của Ai Cập ra khỏi dân Israel. Khi chúng ta trong cái đời sống có những lúc mà chúng ta phải đối diện với điều này điều kia, và bắt đầu nó có những cái gì nó bộc lộ lên, đó chính là chúng ta biết rằng là gì, nó có những điều của cái đời sống cũ nó còn. Trong khi Chúa thì nói là gì? Tốt rồi con tin ta thì sông nước hằng sống chảy trong lòng rồi, con tin ta thì hạt giống của Đức Trời đã ở trong lòng của con rồi, con tin ta thì Thánh Linh Đức Trời ân sức trong lòng con cho đến ngày cuối chuộc rồi, con thuộc về ta. Nhưng đôi khi chính chúng ta lại chấp nhận để cho Ai Cập nó cứ đi theo, dưa hành củ kiệu cứ đi theo. Trong khi là gì? Mỗi ngày đều có mana, mỗi ngày đều có chim cút. Nhưng mà hơn thế nữa, đất hứa Canaan là một cái xứ sượm sữa và mật. Đến nỗi là hai người khiêng một cái chùm nho, nhưng mà họ không muốn bước vào đó. Họ vẫn muốn là hãy cho tôi trở về Ai Cập đi, tại đó tôi thích dưa hành củ kiệu lắm. Thưa anh chị em, quyết định là ở chúng ta. Chương trình của Đức Chúa Trời đã có rồi, đã cho rồi, nhưng quyết định là ở tôi và bà chị em. Vì vậy, chúng ta thấy, nếu chúng ta nhìn thấy được có một cái gì nó còn ở trong chúng ta cần xem xét lại tại sao nó còn. Chúng ta la lên, có thể nhờ ai đó giúp đỡ mình để xử lý ngay, để mảnh đất này hoàn toàn là mảnh đất tốt, để sẵn sàng tiếp nhận hạt giống. Điều thứ tư, dấu hiệu của mảnh đất tốt, đó là mảnh đất được cài xới và bông bằng mặt đất. Tức là gì? Mảnh đất này được chấp nhận sự cài xới. Chúng ta được cài xới bằng lời Chúa. Đôi khi là cài xới qua những cái nan đề, qua những cái nghịch cảnh, qua những cái gọi là cái hoạn nạn thử thách. Trong hoạn nạn thử thách đó, chúng ta có phản ứng một cách tiêu cực, hay là để cho những phản ứng tiêu cực đó nó nổi lên cho chúng ta hay không? Hay là chúng ta quyết định làm theo lời Chúa và xin Thánh Linh của Chúa ngày giúp cho con, để con có thể đắc thắng được cái hoàn cảnh này. Cho nên sự cài xới này, nó có thể cài xới để sẵn sàng cho cái vụ gieo. Có phải khi nào anh chị em gieo thì anh chị em mới cài xới, hay là anh chị em cài xới sẵn để cho vụ gieo ạ? Tôi thấy những người nông dân á, là mặc dầu đất nó cỏ như vậy, bắt đầu khi họ cài xới xong, cái họ phơi đất đó cho nó khô hết, rồi bắt đầu họ cho máy bươi nó bươi bung hết cái gốc rễ này, bắt đầu họ cho nước vào thì cái mặt đất nó bông bằng hết. Lúc bây giờ hạt giống họ chuẩn bị sẵn này, và họ thấy họ vừa bươi bông đằng mặt đất xong thì họ bắt đầu gieo giống ngay. Họ không để qua thêm một ngày hai ngày nữa, bởi vì một hai ngày hai nữa thì sao, cái mặt đất nó bị khô lại, và khi gieo xuống thì nó không kết quả nhiều. Cho nên nếu chúng ta được cái đất của mình mà bị cài xới, có thể cài qua thử thách, qua những nghịch cảnh, qua những cái điều mà chúng ta khó chịu. Cài không bao giờ mà dễ chịu chút cả, lúc nào. Tự nhiên mảnh đất bình thường băng văng lên hết, nó lộ ra hết. Như vậy đó là tốt chứ không phải là xấu. Khi mà chúng ta thấy có những chài chơm gai góc nó lộ ra, đó là tốt. Để chi vậy? Nó văng ra hết để chuẩn bị cho một cái vụ gieo. Và nếu có vụ gieo thì chắc chắn phải có vụ mùa gặt. Mảnh đất tốt là mảnh đất sẵn sàng cài xới để cho sự gieo trồng và mùa gặt hái. Và cuối cùng, đó là cái kết quả. Ở đây Kinh Thánh trong sách Luca thì cho rằng là hột ra 30, hột ra 60, hột ra 100. Nhưng mà Matthew thì nói là gì? Hộp ra 100, rồi tới 60, rồi tới 30. Vậy thì theo bà chị em thì Đức Chúa Trời muốn chúng ta được kết quả tuyệt đối hay là kết quả nửa vời? Tuyệt đối.
Sự tuyệt đối trong nước trời nó khác với tuyệt đối của con người. Tuyệt đối của con người là theo số lượng, nhưng tuyệt đối của nước Đức Chúa Trời là theo chất lượng và tỷ lệ phần trăm. Một người có 2 talân mà làm lợi ra 2 là bao nhiêu phần trăm? Một người có 5 talân làm lợi 5 talân là bao nhiêu phần trăm? Một người có 1 talân mà đem chôn giấu, không có làm lợi ra talân nào hết. Như vậy theo anh chị em 160, 30. Vậy thì cái người mà được kết quả 30 có thể là thua người 100? Chưa hẳn. Bởi vì đôi khi cái mảnh đất đó nó tươi sớt đó, nhưng mà nó có thể có 30 thôi. Bây giờ Chúa giao cho người này có 2 talân, mà nếu người này làm lợi ra được 3 talân nữa, mà tôi được 5 talân, mà tôi làm lợi cái 5 talân, thì ai nhiều hơn ạ? Cái người có 2 mà làm lợi ra 3 là nhiều hơn. Cho nên đối với nước trời là tỷ lệ của nước trời là 100%, nhưng mà tùy theo talân mà Chúa cho chúng ta nữa. Và chúng ta cần trung tín trong cái talân đó, thì anh chị em sẽ được 100% nước của Đức Chúa Trời ở trong đời sống em, hoạt động 100% và nó kết quả. Nếu tôi có 1 triệu tôi dâng hiến 100 ngàn, đó là tôi trung tín 1/10, 100% phần 10 cho Chúa. Và nếu như tôi có 100 triệu mà tôi dâng có 5 triệu thì tôi không phải là người trung tín. Cho nên tỷ lệ của nước trời khác với cái tỷ lệ của con người. Của con người là theo số lượng, nhưng của Đức Chúa Trời là theo tỷ lệ phần trăm. Vậy thưa anh chị em đang làm mảnh đất tốt, thì chắc chắn một điều rằng tỷ lệ phần trăm mà Chúa cho anh chị em nó phải được lợi ra 100%. Đó là điều mà chúng ta khao khát, chúng ta kêu gọi: Chúa ơi, trong danh Jesus con chúc phước cho mảnh đất này. Mảnh đất của con phải lợi ra được 100%. Và nếu Chúa ban cho con cái những talent, những khả năng này, con cứ trung tín, mặc dầu ai đó nói gì với con là việc của họ, nhưng mà con muốn trung tín với Chúa 100% để con nhận được phước hạnh từ nước của Đức Chúa Trời. Và anh chị em biết, nếu là mảnh đất tốt thì nó không sanh ra cỏ gạ và trà chôm gai gốc. Nào bây giờ anh chị em để ý coi, chúng ta có một cái lời nào mà ra từ miệng chúng ta mà có gai gốc và trà chôm hàng ngày không? Hôm nay anh và chị em cầu nguyện cho mảnh đất của mình: Chúa ơi, mảnh đất của con phải là mảnh đất tốt. Con không chấp nhận nó là trà chôm gai gốc nữa. Tại sao? Nó được mua chuộc bằng huyết của Chúa Giêsu rồi. Nó được tha thứ rồi. Nó được thánh hóa rồi. Nó được cài sớ rồi. Nó được Chúa Ngài chuẩn bị để nước trời được hoạt động ở trong nó rồi. Và xin Chúa cho nước của trời hoạt động trong con. Ngay buổi sáng hôm nay, nước của trời được hoạt động trong đời sống của con. Và tôi xin đặt câu hỏi hồi nãy, đầu tiên anh em còn nhớ không? Khi nào nước trời mới xảy ra trong đời sống của chúng ta? Đó là khi hạt giống và đất nó được kết hợp lại với nhau. Rễ của lời Chúa bắt đầu đâm vào trong lòng của chúng ta. Bắt đầu chúng ta nhớ lời Chúa, chúng ta thực hành theo lời Chúa. Mỗi khi ai đó, mỗi một hoàn cảnh nào đó xảy ra mà chúng ta nhớ lời Chúa và thực hiện theo lời Chúa, thì nước Đức Trời bắt đầu xảy ra trên đời sống của chúng ta. Câu hỏi tôi thường hỏi cho những người cặp yêu nhau và cưới nhau là: trong lúc giận nhau, ai là người xin lỗi trước, chồng hay là vợ? Vậy thì chồng hay là vợ đều, nếu mà người xin lỗi cũng đều là tốt cả. Nếu giả sử chồng xin lỗi mà vợ chấp nhận lời xin lỗi, giống như là hạt giống và đất, và nước trời được thể hiện ra. Vậy giữa hai anh chị em ở trong Chúa với nhau, có xích mích với nhau mà tha thứ nhau, xin lỗi nhau, tha thứ nhau, vậy thì sao? Nước trời đang hoạt động trong chúng ta. Amen. Yeah. Cho nên thưa anh chị em, nếu anh chị em thấy rằng là nếu trong chúng ta nó còn có những gai gốc trà trơm, chúng ta đừng có đổ lỗi cho bất cứ ai hết. Chúng ta cần phải xử lý chính mình. Và lời Đức Trời đã có rồi, Thánh Linh Đức Trời có rồi cho chúng ta. Để rồi Chúa ơi, xin Ngài gọt, Ngài dũa, Ngài tỉa, Ngài sửa để con được ra trái hơn. Đôi khi chúng ta thấy mình cái kết quả năm vừa rồi, chúng ta vô cảm ơn Chúa, vậy là con thấy quá tốt rồi. Nhưng Chúa nói ta thấy chưa tốt lắm, còn có trái nhưng mà chưa tốt lắm. Bây giờ ta muốn cho trái nhiều hơn nữa thì phải làm sao? Tỉa và sửa. Vậy thì mảnh đất tốt
Chúa đã chuộc ra khỏi sự đua xả. Vấn đề ở chỗ chúng ta cần chú ý về việc nghe và hiểu lời của Đức Chúa Trời. Làm theo lời của Chúa, lúc bấy giờ mảnh đất này nó sẽ ra 100, ra 60 và ra 30 cho chúng ta. Ai sẽ hưởng được cái thành quả này anh chị em? Chúa hay là mình? Chúa được vinh hiển, nhưng mà ai hưởng? Nếu chồng được thay đổi thì ai được hưởng? Vợ. Mà vợ thay đổi thì ai được hưởng? Chồng. Mà cả hai cùng thay đổi thì ai được hưởng? Cả hai cùng hưởng. Và chúng ta thấy có nước trời trên đất. Amen. Chúng ta thấy vương nước trời được thể hiện trên chính chúng ta, trên gia đình của mình, trên anh chị em, trên những cái mối quan hệ mà chúng ta sẽ tiếp cận với. Xin Chúa ngài ban phước để mỗi tấm lòng của tôi và chị em là tấm lòng tốt, đất tốt. Amen. Chúng ta cần loại trừ tất cả những cái gì không thuộc về trời ra khỏi đời sống của tôi và chị em để chúng ta thực sự làm mảnh đất tốt trước mặt Chúa. Amen. Amen. Hallelujah. Xin mời chúng ta đồng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.